Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tại Hải Phòng, người dân hối hả phòng chống cơn bão số 3. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Duy Nghĩa, chủ nhân của số điện thoại 0934 3 số cuối 638. Tại Hà Nội, hàng trăm người dân nín thở theo dõi vụ giải cứu con tin. Hình ảnh do khán giả Đỗ Phúc Khang, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội cung cấp cho chương trình. Cháy lớn tại căn nhà giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, 7 người tử vong. Phản ánh của khán giả Đoàn VV từ số điện thoại 0985 3 số cuối 851. Say xỉn tông vào xe máy, clip do khán giả Nguyên Toàn có số điện thoại 0128 3 số cuối 611 cung cấp cho chương trình. Hiểm họa rình rập trên cây cầu 20 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, phản ánh của khán giả Minh Lý có số điện thoại 0915 3 số cuối 811. Tại Hà Nam, dân khổ vì đường liên huyện xuống cấp nặng nề, phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyền từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào nước ta trong tối ngày 16 tháng 9. Hải Phòng là một trong số các địa phương có khả năng bão sẽ đổ bộ. Vì vậy, người dân tại nơi này đã tiến hành nhiều biện pháp phòng chống. Sau đây là một số ghi nhận của khán giả Nguyễn Duy Nghĩa là chủ nhân của số điện thoại 0934 3 số cuối 638 vào sáng ngày 16 tháng 9. Tại khu du lịch Đồ Sơn, nhiều nhà hàng tại các khu 1, 2 đã dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị đồ đạc chẳng chống nhà, gia cố cửa kính đề phòng gió bão đập vỡ. Thuê thợ về bán mái tôn, tránh nước mưa hắt vào nhà. Cửa hàng xăng dầu Đồ Sơn dùng dây thừng chằng các cột bơm nhiên liệu từ sáng sớm ngày 16 tháng 9. Nhiều người lo bão về nên từ sáng sớm đã đến mua đầy bình xăng. Một số người còn mang can nhựa lớn đến mua xăng tích trữ để chạy máy phát nếu mất điện. Những cây cảnh được làm đổ để tránh bị bão quật. Nhiều phường của quận này liên tục phát loa truyền thanh kêu gọi người dân chú ý phòng chống bão. Một xe thông tin lưu động đi dọc bãi biển thông báo về tình hình của cơn bão số 3, kêu gọi các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống chằng chống nhà cửa bảo đảm an toàn. Biết tin bão số 3 sắp đổ bộ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ, nhiều người dân thành phố Hải Phòng đi mua thực phẩm dự trữ. Từ lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 9, việc mua bán tại các chợ đã diễn ra rất nhộn nhịp. Thưa quý vị, theo ghi nhận của khán giả Duy Nghĩa thì mặc dù đắt khách nhưng giá các mặt hàng thiết yếu tại chợ An Đà vẫn không tăng. Một số loại rau củ như rau muống, cà chua tăng nhẹ. Bên cạnh rau xanh thì nhiều người tiêu dùng mua nhiều các loại củ quả như bí xanh, khoai sọ, khoai tây. Mọi người mua nhiều hơn ngày thường để tích trữ đề phòng thực phẩm tăng giá sau bão. Những loại củ quả này có thể để được lâu hơn so với rau xanh. Anh Nghĩa còn cung cấp thêm một số thông tin mà anh được biết, đó là hiện đã có hơn 370 tàu thuyền thủy sản với gần 1.400 lao động đã vào bến tránh trú an toàn. Từ 9 giờ sáng nay đã nghiêm cấm người dân tắm biển, đồng thời cũng di rời toàn bộ lao động tại các chòi nuôi ngao ven biển vào vị trí an toàn. Các phường chủ động sơ tán nhân dân ven biển, vùng thấp trũng ở các nhà cũ bị xuống cấp về nơi tránh trú bão an toàn trước 15 giờ ngày 16 tháng 9. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một nam thanh niên cầm dao đột nhập lên một căn hộ ở tầng 4 nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, khống chế con tin. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an quận Thanh Xuân và hình sự đặc nhiệm công an Hà Nội cùng nhiều lực lượng khác đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con tin.
Vụ việc này đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân. Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường, hình ảnh do khán giả Đỗ Phúc Khang, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội đã cung cấp cho chương trình. Đây là khu nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ bắt giữ con tin. Lúc này, tên cướp đang khống chế 3 con tin, gồm một người lớn và 2 trẻ em trong nhà số 401 trên tầng 4 của khu nhà. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực để theo dõi diễn biến vụ việc. Nhiều người nghe tin đã có mặt tại đây từ rất sớm. Ai cũng lo lắng cho tính mạng, sự an toàn của các con tin, đặc biệt là 2 cháu nhỏ. Do người dân kéo đến quá đông, lực lượng chức năng đã phải tiến hành phong tỏa hiện trường. Đến khoảng 10 giờ 40 phút, đối tượng đã bị bắt giữ. Các con tin được giải cứu thành công. Tên cướp nhanh chóng bị áp giải ra xe, đưa về trụ sở công an điều tra. Đây là hình ảnh hiếm hoi chụp được khá rõ mặt tên này. Khán giả Đỗ Phúc Khang cho biết nơi các con tin bị khống chế là khu nhà tập thể cũ, có một cầu thang chung đi lên khá nhỏ. Căn hộ ở tầng 4 theo thiết kế có diện tích gần 40m2 với một cửa ra vào. Phía sau căn hộ gia chủ cơi nới bằng lồng sắt khép kín dạng chuồng cọp. Trước khi vào được nhà, tên cướp đã chém vào tay của bà Hồng là một người sống trong căn nhà 401 khi bà chống cự và chạy thoát ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Trần Thanh Bình, quê ở Quảng Ninh, có vợ và 2 con. Tháng 3 vừa qua, Bình đưa vợ đến nhà họ hàng là bà bé ở nhà E7 cùng khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Được biết trước đây chưa từng có một vụ việc nào tương tự xảy ra tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng ngày 16 tháng 9, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho 7 người tử vong. Mặc dù ngay khi phát hiện ra đám cháy, người dân đã hô hoán và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì mọi cố gắng đều bất thành. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường. Clip do khán giả Đoàn VV từ số điện thoại 0985 3 số cuối 851 cung cấp cho chương trình. Đây là những gì còn sót lại do vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng ngày 16 tháng 9 tại căn nhà số 416 trên đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, cách giao lộ Trần Phú vài chục mét. Vào thời điểm trên, những người dân sống gần đó nghe thấy nhiều tiếng nổ, kèm theo đó là khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà số 416. Mặc dù mọi người đã hô hoán, dùng bình chữa cháy đến dập lửa, nhưng căn nhà đã khóa bên trong nên việc chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của nhiều quận cùng lực lượng cứu hộ của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã phá khóa cửa để tiếp cận hiện trường, tuy nhiên đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Tuyến đường Nguyễn Trãi bị phong tỏa. Hàng trăm người dân tập trung tại hiện trường để theo dõi diễn biến sự việc. Theo ghi nhận tại hiện trường, khán giả Đoàn VV được biết, căn nhà tại địa chỉ 416 đường Nguyễn Trãi có diện tích khoảng 80m2, nhiều tầng lầu nhưng chỉ có một hướng cửa chính, không có cửa sổ nên khi vụ cháy xảy ra, những người bên trong đã không có lối thoát. 7 người trong gia đình trên đã thiệt mạng trong vụ cháy. Vào lúc 7 giờ sáng, 5 thi thể trong gia đình này đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Và đến khoảng 7 giờ 30 phút, 2 thi thể còn lại đã được tìm thấy. Khán giả Đoàn VV cũng cho biết, căn nhà trên kinh doanh các loại thiết bị làm tóc như ghế, giường nằm, bồn rửa và các loại sơn móng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến các nạn nhân tử vong được xác định là do bị ngạt khói. Hiện cơ quan công an đang điều tra và tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy này. Thưa quý vị, vào tối ngày 15 tháng 9, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại cống Ông Kiệm nằm trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, khiến cho 2 xe máy bị hư hỏng phần đầu, rất may không có thương vong về người. Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn này đã được khán giả Nguyên Toàn có số điện thoại 0128 3 số cuối 611 cung cấp tới cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vào khoảng 18 giờ 40 phút, xe máy mang biển số 68P29114 do một người đàn ông điều khiển chưa rõ danh tính chạy với tốc độ cao,
lưu thông theo hướng từ Vị Thành đến Hỏa Liệu. Khi đến cống Ông Kiệm, khu vực 4, phường 7 thì bất ngờ tông vào xe máy biển kiểm soát 95F65705 do chị Thu Trang điều khiển, đang đậu xe cập lề, chuẩn bị qua đò để về nhà. Do lực cầm mạnh nên cả hai xe đều bị hư hỏng. Nón bảo hiểm của người đàn ông bị bể vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Đậu rồi chứ phải mà xe đứng mà xe chạy đâu. Đậu ở đây rồi đó mà nó tông vô đó. Rất may vụ tai nạn trên không có thương vong về người. Khán giả Nguyên Toàn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Vị Thanh tuần tra gần đó đã đến xử lý hiện trường. Được biết khi tai nạn xảy ra, người đàn ông nồng nặc mùi rượu, cảnh sát giao thông đã tiến hành đo nồng độ cồn và vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, những ai muốn đi vào xã Hương Thủy ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đều phải đi qua cây cầu làm bằng bê tông mà người dân ở đây thường gọi là cầu tộ hay còn gọi là tuyến đường 15 cũ. Được biết cây cầu này đã có tuổi đời hàng trăm năm, vì vậy sự xuống cấp là khó tránh khỏi. Cây cầu hiện không có thành cầu, cũng không có cả lan can nên còn được gọi là cây cầu 20 và nó đang là mối hiểm họa khôn lường cho những người dân khi lưu thông qua hàng ngày. Sau đây mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà khán giả Minh Lý có số điện thoại 0915 3 số cuối 811 đã ghi lại nhân một lần có chuyến đi công tác sang địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ở đấy có những vụ tai nạn nào xảy ra chưa? Vụ tai nạn chết người chứ, nhưng mà rơi xuống đấy là nhiều rồi. Đây là cây cầu xuống cấp mà khán giả Minh Lý đã nhắc tới trong phản ánh của mình. Ô tô lại chờ vật liệu đấy. Chờ vật liệu đấy. Cầu có chiều dài khoảng 20 mét, rộng chừng 2 mét. Thay thế cái cầu mà họ không cũng làm cái để cái mà cảnh của kỳ huyền thì chúng lệ cùng hiện hai mố cầu đã bị bong chóc và lõm xuống một hố khá sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện khi qua lại. Ngoài cái cầu này thì có cái tuyến đường nào thay thế để đi? Đáng lo ngại hơn nữa là thành cầu và hệ thống lan can bảo vệ giới hạn an toàn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, gần như biến mất, chỉ còn lại phần thân cầu nằm chơi vơi giữa con suối. Ban ngày còn có thể kiểm soát, chưa đến khi trời tối, chiếc cầu lại trở nên hoang vắng, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Thưa quý vị, qua tìm hiểu, khán giả Minh Lý được một số người dân ở đây cho biết, chiếc cầu này được xây dựng từ thời Pháp thuộc và tính cho đến nay đã có gần 100 năm tuổi. Tồn tại và xuyên suốt gần một thế kỷ qua, cây cầu này đã cõng trên mình hàng ngàn tấn quân lương tiếp tế cho bộ đội trong thời kỳ chiến tranh ác liệt. Và ngày nay, nó lại tiếp tục sứ mệnh là huyết mạch giao thông nối liền giữa các xã đi các vùng miền trong và ngoài huyện ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đặc biệt là phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt đi lại cho hơn 1.100 hộ dân với trên 47.000 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn thuộc xã Hương Thủy, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, anh Lý cũng nhận thấy chiếc cầu cho đến nay đã già cỗi và xuống cấp một cách nghiêm trọng, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông là rất lớn, đặc biệt là đối với các em học sinh ngày hai buổi cấp sách tới trường khi đi qua chiếc cầu này. Theo người dân ở đây cho biết, lần nâng cấp cây cầu này gần đây nhất cũng đã cách đây hàng chục năm do đơn vị quản lý giao thông đường bộ 407 thực hiện. Hàng ngày, người dân bất đắc dĩ vẫn phải lưu thông qua cây cầu xuống cấp, đối mặt với những mối nguy hiểm. Được biết, trên cây cầu tộ này đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn cho người và các loại phương tiện khi tránh nhau trên cầu đã không xử lý kịp, nên người và xe đều lao xuống suối. Hiện nay đã đến mùa mưa bão, khán giả Minh Lý lo ngại nước lũ bất chợt dâng cao sẽ gây ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Việc đi lại của hàng ngàn người dân trong và ngoài huyện cũng như các cháu học sinh theo đó cũng sẽ gặp muôn vàn những khó khăn và nguy hiểm. Tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi. Gửi clip phản ánh tới cho chương trình, khán giả Minh Lý hy vọng chính quyền địa phương sẽ sớm cho xây dựng lại cây cầu này với đầy đủ thành cầu, lan can kiên cố để đảm bảo an toàn cho mỗi người dân khi lưu thông qua đây.
Thưa quý vị, từ nhiều năm qua, người dân tại thôn Xuôi, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn luôn phải sống chung với một con đường bão bụi, xuất hiện đầy rẫy ổ voi ổ gà. Mặc dù đây là tuyến đường liên huyện Bình Lục Thanh Liêm, chiều dài chỉ khoảng 2 km, nhưng lại đang xuống cấp một cách nghiêm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên được xác định là do các xe trọng tải chở nguyên vật liệu cung cấp cho việc xây dựng dự án tuyến đường cao tốc. Vì vậy đã nhanh chóng phá hủy đi tuyến đường này, khiến cho người dân phải chịu cảnh khổ ải. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyền từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh này. Với chiều rộng khoảng 5-6 mét, tuyến đường liên huyện Bình Lục Thanh Liêm đi qua địa phận thôn Xuôi, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý có chiều dài 2 km, hiện đang xuống cấp nặng nề. Từ chỗ là con đường thuận lợi cho người dân giao thương buôn bán, học sinh nhỏ các cấp tới trường, thì nay đã trở thành nỗi ám ảnh, bức xúc cho mọi người. Hàng ngày tại đây có hàng trăm nghìn lượt xe trọng tải hạng nặng lưu thông qua. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến con đường bị bầm nát. Những vũng nước lớn nối tiếp, đan xen nhau nằm ngay trên mặt đường là những hình ảnh thường thấy mỗi khi trời mưa. Còn vào ngày nắng, người qua đường đều bị tra tấn bởi bụi bặm, tiếng ồn đinh tai phát ra liên tiếp từ các hung thần xe tải. Qua tìm hiểu, khán giả Bùi Xuân Tuyền được biết, thời gian trước tuyến đường được bê tông hóa khá khang trang và chắc chắn, có hệ thống thoát nước thuận lợi. Tuy nhiên, kể từ khi xuất hiện các xe tải chở vật liệu cung cấp cho việc xây dựng dự án tuyến đường cao tốc, thì tuyến đường nhanh chóng trở nên xuống cấp. Cùng với đó, vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối, luôn có lượng xe trọng tải lưu thông qua với mật độ dày đặc, đe dọa đến sự an toàn của người dân. Khán giả Bùi Xuân Tuyền cũng cho biết thêm, để có thể khắc phục được tình trạng trên, một số người dân đã tự vá đường để đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, tuyến đường lại xuống cấp, biến dạng. Thậm chí, mỗi khi gia đình nào trong thôn có công việc như ma chay, cưới hỏi là họ phải tự mua đá mạt về để đổ đường và đi. Bức xúc lắm nhưng những người dân không biết kêu ai. Mặc dù người dân cùng lãnh đạo trong thôn đã nhiều lần làm đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ sự can thiệp nào. Để người dân có thể tham gia giao thông không còn khổ sở, các em học sinh nhỏ tới trường được thuận tiện và an toàn hơn, anh Tuyền cũng như những người dân ở nơi này rất mong cơ quan ban ngành chức năng của tỉnh Hà Nam cần sớm đầu tư, nâng cấp sửa chữa lại tuyến đường liên huyện quan trọng này. Thưa quý vị, còn bây giờ ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào nước ta vào tối ngày 16 tháng 9. Hải Phòng là một trong số các địa phương có khả năng bão sẽ đổ bộ. Vì vậy, người dân nơi đây đã tiến hành nhiều biện pháp phòng chống như bơm đầy bình xăng, mua thực phẩm dự trữ. Các nhà hàng tại khu du lịch Đồ Sơn cũng đã chẳng chống lại nhà, gia cố cửa kính và mái tôn để hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Ghi nhận của khán giả Nguyễn Duy Nghĩa, chủ nhân số điện thoại 0934 3 số cuối 638. Khoảng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một nam thanh niên cầm dao đột nhập lên một căn hộ ở tầng 4, nhà E6 tập thể Thành Xuân Bắc, Thành Xuân, Hà Nội, khống chế con tin. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an quận Thanh Xuân và hình sự đặc nhiệm công an Hà Nội cùng nhiều lực lượng khác đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để giải cứu con tin. Đến khoảng 10 giờ 40 phút, đối tượng đã bị bắt giữ, các con tin được giải cứu thành công. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung quanh khu vực để theo dõi diễn biến vụ việc. Hình ảnh do khán giả Đỗ Phúc Khang, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cung cấp cho chương trình. Vào rạng sáng ngày 16 tháng 7, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại căn nhà số 416, đường Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 7 người tử vong. Mặc dù ngay khi phát hiện ra đám cháy, người dân đã hô hoán và báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.
Tuy nhiên mọi cố gắng đều bất thành. Được biết, căn nhà trên kinh doanh các loại thiết bị làm tóc như ghế, giường nằm, bồn rửa và các loại sơn móng. Phản ánh của khán giả Đoàn VV từ số điện thoại 0985 3 số cuối 851. Tối ngày 15 tháng 9, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại cống Ông Kiệm nằm trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường 7, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang, khiến hai xe máy bị hư hỏng phần đầu. Rất may không có thương vong về người. Clip do khán giả Nguyên Toàn có số điện thoại 0128 3 số cuối 611 cung cấp tới chương trình. Những ai muốn đi vào xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đều phải đi qua cây cầu làm bằng bê tông mà người dân ở đây thường gọi là cầu tộ. Được biết, cây cầu này đã có tuổi đời hàng trăm năm, vì vậy sự xuống cấp là khó tránh khỏi. Cây cầu hiện không có thành cầu, cũng không có cả lan can nên còn được gọi là cầu 20, và nó đang là mối hiểm họa khôn lường cho người dân khi lưu thông qua hàng ngày. Phản ánh của khán giả Minh Lý có số điện thoại 0915 3 số cuối 811. Từ nhiều năm qua, người dân thôn Xui, xã Đình Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn luôn phải sống chung với một con đường bão bụi, xuất hiện đầy rẫy ổ voi, ổ gà. Mặc dù đây là tuyến đường liên huyện, Bình Lục, Thanh Liêm, chiều dài chỉ khoảng 2 km, nhưng lại đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên được xác định là do các xe trọng tải chở nguyên vật liệu cung cấp cho việc xây dựng dự án tuyến đường cao tốc. Thậm chí, mỗi khi gia đình nào trong thôn có công việc như ma chay, cưới hỏi, là họ phải tự mua đá mạt về đổ đường để đi. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển từ số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ. Chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay cũng có thể gửi thư đến địa chỉ email mới của chương trình là góc nhìn khán giả a.vtc.gov.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.